Xin chào mọi người. Như thường lệ, trên kênh em luôn để số điện thoại chủ nhà ở đây cho mọi người liên hệ trực tiếp. Trước khi xem video, mọi người ủng hộ em một like và một subscribe để giúp kênh được phát triển hơn. Em xin cảm ơn và chúc mọi người tìm được căn nhà ưng ý. Căn nhà ngày hôm nay ở hẻm 670 Lê Hồng Phong bên quận 10. Nhà cách đường 3 tháng 2 chỉ khoảng 100m nên xung quanh có rất nhiều tiện ích như là trường mầm non phường 10, cửa hàng tiện lợi Winmart, ngân hàng Sacombank, bệnh viện Nhi Đồng 1, trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall. Mọi người đi thẳng vào hẻm 670 tầm khoảng 50m thì quẹo tay phải, xong quẹo tay trái, bỏ vài căn nhà nhìn bên tay phải là sẽ tới. Nhà có địa chỉ là 670/22 đường Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10. Nhà cách mặt tiền chỉ khoảng vài chục mét là tới. Trước nhà thì rộng rãi, ba chiếc xe máy qua lại thoải mái, không hề vướng lỗi phong thủy như cống hay cục điện. Nếu đi tiếp chỗ đó thì thông ra được đường 3 tháng 2 luôn nha mọi người. Nhà có diện tích là ngang 2m14, dài là 8m, nở hậu là 2m33, kết cấu là 3 tầng, giá đang kêu là 3,5 tỷ vẫn còn thương lượng. Nhà sổ hồng riêng chính chủ, hiện nhà đang để trống, có thể sang tên và bạn giao nhà bất kỳ lúc nào cũng được. Còn bây giờ thì em mời mọi người xem nhà. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I